Bước đầu tiên, bạn phải xác định được vấn đề của khách hàng. Có rất nhiều bạn khi khách hàng inbox là các bạn sẽ đi tắt trong việc chốt sale, đó là báo giá ngay. Có rất nhiều bạn không hiểu tại sao khi khách hàng inbox cho page hỏi, chúng ta trả lời giá xong khách hàng lại im lặng không mua hàng, hoặc có mua thì tỷ lệ rất thấp. Liệu rằng trả lời thẳng vào giá có phải là lối tắt để giúp chúng ta chốt đơn thành công hay không? Điều quan trọng nhất khi chốt đơn là các bạn phải dẫn dắt khách hàng theo ý của mình. Hãy nhớ rằng người bán hàng thành công là người làm chủ cuộc nói chuyện và dẫn dắt khách hàng. Để dẫn dắt được khách hàng thì điều quan trọng nhất là bạn phải có một cái kịch bản bán hàng. Kịch bản bán hàng là một quá trình bán hàng từ lúc khách hàng bắt đầu inbox cho page hỏi về sản phẩm cho đến lúc kết thúc. Nếu không có kịch bản bán hàng, bạn sẽ gặp tình trạng lúng túng, không biết xử lý các tình huống như thế nào, tỷ lệ chốt không ổn định, ngày thì chốt được rất nhiều, ngày lại chốt rất kém. Bây giờ, Ngọc sẽ chia sẻ với bạn kịch bản chốt sale 5 bước áp dụng cho chốt qua tin nhắn fanpage, chốt qua gọi điện thoại. Kịch bản chốt sale này rất đơn giản và áp dụng được cho nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Bước đầu tiên, bạn phải xác định được vấn đề của khách hàng. Có rất nhiều bạn khi khách hàng inbox là các bạn sẽ đi tắt trong việc chốt sale, đó là báo giá ngay. Ví dụ, bạn đang bán váy bầu, khách hàng hỏi giá hay là giá bao nhiêu? Bạn sẽ rep ngay lập tức. Hiện váy bầu bên em đang có giá sale là 440k chị nhé, và miễn ship toàn quốc. Và thường sau đó là khách hàng sẽ im lặng này. Thay vào đó thì bạn nên hỏi: chị ơi, chị bầu được bao nhiêu tuần rồi ạ? Hãy hỏi những câu hỏi thật đơn giản cho khách hàng để khách hàng dễ dàng đưa ra thông tin trả lời cho mình. Bước số 2, đưa ra giải pháp. Dựa vào câu trả lời mà khách hàng đã cung cấp, chúng ta có thể đưa ra những lời khuyên cho khách hàng để khách hàng tin tưởng và ra quyết định mua hàng. Bạn cần phải cho khách hàng thấy bạn là người am hiểu về sản phẩm, là chuyên gia. Ví dụ, chị bầu được 28 tuần rồi, với chiều cao cân nặng hiện tại thì theo em mình nên lấy size M vì mình sẽ mặc cho thoải mái, dễ cử động, thuận tiện cho việc đi lại, mà một thời gian nữa khi em bé lớn hơn mình vẫn mặc được cái dáng váy này. Bước số 3, giới thiệu về sản phẩm dịch vụ của mình như một phương án tốt nhất cho vấn đề của khách hàng. Trong bước này, tập trung đưa ra 2 hoặc 3 lợi ích chính của sản phẩm dịch vụ mà giải quyết được vấn đề cho khách hàng. Cho khách hàng thấy được đây chính là sản phẩm dịch vụ mà họ đang tìm kiếm để tạo niềm tin đối với khách hàng. Đồng thời cung cấp thêm những thông tin về nguồn gốc sản phẩm, quy trình sản xuất nếu có để củng cố niềm tin đối với khách hàng. Ví dụ, váy này được làm từ tơ ép lót lụa, mặc rất mềm mại, thoáng mát và hút mồ hôi. Ngoài ra, váy dáng chữ A có phối ren dây nơ để tạo nên vẻ đẹp cổ điển, hài hòa, thanh lịch. Mình mặc đi làm cũng được mà mặc đi chơi cũng rất là đẹp. Bước 4, báo giá và chốt sale. Thường trong bước này, mình sẽ đưa ra giá và giá ưu đãi, quà tặng hay các chính sách đặc biệt cho khách hàng để khách hàng cảm thấy có động lực mua hàng ngay, và thường khi kết thúc bằng một câu hỏi kêu gọi khách hàng hành động cụ thể. Ví dụ, mẫu váy HNH bên em hiện đang sale chỉ còn có 888k, giá niêm yết là 1,6 triệu, miễn ship toàn quốc chị ạ. Chị nhận được trong giờ hành chính hay ngoài giờ hành chính? Em gửi về địa chỉ nào thì thuận tiện cho chị nhận hàng nhất ạ? Thường sau hai bước này sẽ có 2 trường hợp xảy ra: khách hàng đồng ý mua hàng, quá trình bán hàng hoàn thành; khách hàng từ chối, có thể im lặng, giá cao hoặc xem thêm. Thì ta chuyển sang bước số 5. Bước số 5, xử lý từ chối và tái chốt. Thường thì 60% khách hàng sẽ không chia sẻ thẳng thắn lời từ chối của họ là gì. Chỉ có 40% khách hàng là sẽ nói thật với bạn. Việc của bạn là đi tìm đâu là lời từ chối thật sự của khách hàng và xử lý nó. Ví dụ, trường hợp khách hàng băn khoăn sợ chất vải nóng này, nhăn này, hoặc mặc lên không được như ý, như kỳ vọng, thì mình có thể gửi thêm feedback của các khách hàng đã mua hàng để củng cố thêm niềm tin của khách hàng. Sau đó mình sẽ tiến hành bước tái chốt đơn một lần nữa bằng một câu hỏi có tính kêu gọi khách hàng hành động. Là người bán hàng, bạn phải luôn chủ động trong cuộc nói chuyện với khách hàng của mình, chứ đừng chờ đợi sự tương tác từ khách. Ví dụ, sau khi gửi feedback cho khách hàng thì bạn có thể kêu gọi khách hàng: rất nhiều chị khen mặc váy tôn dáng, chị yêu cứ tin tưởng trải nghiệm sản phẩm bên em, chắc chắn chị yêu sẽ hài lòng. Em gửi váy về đâu thì thuận tiện cho chị nhận nhất ạ? Đây là quy trình mà bạn có thể áp dụng khi chốt sale bằng tin nhắn, inbox trên page hoặc gọi điện. Kịch bản này có thể áp dụng với những sản phẩm dưới 1 triệu vô cùng hiệu quả. Hãy viết ra kịch bản, luyện tập nó thường xuyên để tạo thành thói quen trong công việc chốt sale.